sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Em học ở ILS được 2 năm rồi. Em thích chơi game từ hồi cấp 2. Lúc đó em rất nghiện chơi game. Mẹ em muốn cho em lên cấp 3 đi du học, nhưng mà vì do quá mải chơi nên em đã không tập trung vào việc học hành của mình. Em học rất nhiều trung tâm. Khi mẹ em đèo em đến thì em đứng ra cái quán net ở gần đấy em chơi. Gần tan thì em quay lại để mẹ đón. Em bị bắt quả tang nhiều, em cũng không quan tâm lắm, em vẫn tiếp tục chơi tiếp. Mặc dù em học tiếng Anh từ đầu lớp 6, nhưng mà chơi nên em cũng chỉ biết được mấy từ cơ bản. Và chính vì mải chơi nên là em cũng không tập trung vào việc học. Thì lên cấp 3 thì em cũng không được đi, em không đi du học, và cũng không đỗ được vào trường chuyên tốt theo ý bố mẹ em muốn. Một hôm thì em đi chơi về khuya, khi về đến nhà thấy được mẹ em khóc. Và đây là lần đầu tiên thấy mẹ khóc nhiều như thế. Thì ra là mẹ đã biết được điểm thi cấp 3 của em. Một số điểm rất tồi tệ. Em không có đủ điểm để vào một ngôi trường chuyên như mẹ muốn. Lúc đấy thì cảm xúc của em nó vô cùng lẫn lộn. Em không biết phải làm nào. Em dằn vặt bản thân. Em thấy thất vọng về bản thân mình. Và từ lúc đó thì em nghĩ là mình nên thay đổi. Em đã bớt chơi game đi và tập trung vào việc học hành của mình hơn. Thì khi em học lớp 10, lớp 11 thì em muốn cải thiện trình độ tiếng Anh của em hơn, thì em đã xin mẹ học ở trung tâm khác mà em đã tìm được trên Facebook. Em thấy trung tâm có rất nhiều bài học bổ ích, dễ hiểu, đó là trung tâm ILS. Thì lúc đầu em đến thì em không biết gì về tiếng Anh. Từ khi học cô Mai Vân thì em thấy tiếng Anh của em như rẽ ra một trang khác. Em còn không còn sợ học tiếng Anh nữa mà em bắt đầu thích học tiếng Anh hơn. Và em sẽ cố gắng quyết tâm để đạt đến trường đại học mà em mong muốn. Em nghĩ trong cuộc đời ai cũng sẽ lúc vấp ngã, nhưng điều quan trọng là chúng ta có biết đứng lên hay không. Và em cũng cảm ơn thầy cô của ILS đã dạy em tiếng Anh thật bổ ích và ý nghĩa. Em xin cảm ơn.